sẵn sàng tinh thần cho con tham gia học trực tuyến nếu như dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. Trước thềm năm học mới, chị Vũ Thị Lan đã mua đầy đủ các thiết bị điện tử để con gái có thể sử dụng khi cần. Bên cạnh đó, việc thay đổi hình thức học tập cũng đặt ra yêu cầu gia đình phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến việc học tập của con mình trước kia thì bận nhưng bây giờ thì dịch bệnh như ở nhà cũng không 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 làm nữa đấy cũng bây giờ cũng tạm thời nghỉ đã để dành thời gian cho con học sau thời gian nghỉ hè dài đấy thì là bây giờ bắt đầu vào năm học rồi thì là con phải tập trung vào học đấy để cho nó tốt năm trước thì em cũng học trực tuyến rồi nên bây giờ em cũng sẵn sàng và không thấy khó khăn gì ạ ngoài ra thì còn phải kết hợp với nhiều hình thức để học em quyết tâm là năm nay sẽ là để học sinh giỏi tiếp ạ Năm nay dự kiến lịch học sẽ phải điều chỉnh linh hoạt hơn vì vậy, việc các gia đình tạo điều kiện cho con em mình được tham gia học tập đầy đủ là rất cần thiết. Không dịch dã, nó không ấy gì thì các cháu có thể về là giúp gia đình là kiểu một là nấu cơm nấu nước, hai là là đỡ bà những cái nhà cái cửa. Thế nhưng mà đến bây giờ các cô ấy đẩy nhanh tiến độ thì nói chung là gia đình tôi cũng tạo hết mọi điều kiện cho các cháu là chỉ việc học hành thôi chứ cũng không phải những cái việc ấy không phải làm thuận lợi nhất đối với trường trung học cơ sở Bản Qua huyện Bát Sát là qua khảo sát gần 100% học sinh đều có phương tiện và điều kiện để tham gia học trực tuyến. Dựa trên lợi thế đó, các thầy cô giáo cũng phải điều chỉnh việc dạy học để khai thác tốt hiệu quả của hình thức học mới. Những cái ngày mà dạy trực tuyến thì dường như thầy cô không có quan niệm về ngày nghỉ, kể cả là ngày nghỉ mà học sinh có nhu cầu và phụ huynh họ tạo điều kiện cho con về mặt thiết bị thì các thầy cô cũng vẫn sẵn sàng để thực hiện cái nhiệm vụ là giảng dạy cho các em. Xác định dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường và lâu dài, nên việc tìm cách thích ứng với điều kiện mới là cần thiết trước thềm năm học mới các thầy cô giáo các em học sinh và cả gia đình đều quyết tâm vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu giáo dục đã đề ra